Thanh Mão, bên hướng tới Mỹ Bà, Vũ An, dân hương thỉnh nguyện lệnh nông về dự cậy ở Mỹ Bà, Vũ An. Dân ban quý tế Mỹ Bà, Vũ An, Nam Phụ, Lão Ấu, Đại Tiểu Đảng, dân hương thỉnh nguyện lệnh nông và Vũ An, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhân dân bá tánh nam phụ lão ấu nam nữ đại tiểu đẳng được bình an, được an cư lập nghiệp yên nghi, cung nghinh chứng giám. Xã Bửu Long được thành lập vào năm 1936 vì chiến tranh, được di dời vào vị trí hiện nay là khu phố 1, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa vào năm 1953 và trùng tu vào năm 1996 do nguồn kinh phí do nhân dân đóng góp. Theo hàng năm, nhân dân bá tánh được tổ chức cúng bà, lễ cầu an, cầu nguyện quốc thứ dân an, mưa thuận gió hòa, nhân dân được an cư lập nghiệp. Thank you.
thân dây thánh túc thịnh cảnh cảnh phàn hương tâm thành bốn hội thiết quyền cầu an lai niên đáo lệ cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quốc thành phố Biên Hòa phường Bửu Long ấp Bửu An đạo đạo Quỳnh Lục Bảo An Thiên Tường Giáng Phước Kim Hương Chức Bổn Hội Chánh Tế Bồi Tế mai dâng lên mai dâng lên niêm canh ngũ thập lục tế hiệp toàn gia nam phụ lão ấu nam nữ đại tiểu lớn bé cầu an cầu an lai niên đáo lệ cho quốc khơi dân an mưa thuận gió hòa dân an cư lạc lạ lễ tạ Phật Tổ chứng minh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát chứng minh năm mẹ ngũ hành chứng minh nội ngoại quan nội ngoại âm binh chứng minh hữu cẩn cầu thank you.
Nó đánh giáp đạo đâu cho phải. Để cho đĩa đi. Bắt một bài thẳng nói liệu cùng. Trợ tiên nữ, chỉ chiến tiên là ngỡ hồ.